Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tham Ma. Dạ, con bạch sư, một người chỉ hành thiền nhưng không bố thí và một người chỉ bố thí nhưng không hành thiền thì sẽ cho quả báo như thế nào ạ? Hành thiền nhưng không bố thí thì sẽ tạo ra những cái phước về cũng tạo ra rất là nhiều những cái phước về dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Còn những người mà chỉ bố thí mà không hành thiền thì người ta chỉ tạo ra được cái phước ở cái cõi dục giới, không tạo ra được cái phước ở sắc giới và vô sắc giới. Ví dụ như là cái người bố thí thì người ta sẽ ước nguyện là được sống lâu, mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ. Và đặc biệt cái phước bố thí nó sẽ đem lại cái quả báo cho vị đấy có sự giàu sang, phú quý ở tương lai. Tương lai vị đấy có thể có rất nhiều tài sản, có rất là nhiều những cái người sẽ mang ơn, cho nên là sẽ giúp đỡ cho vị đó có được cái tài sản ở tương lai thì có. Nhưng mà vị đấy mà muốn mong cầu là được hưởng những cái phước ở cõi Phạm Thiên hay chứng đắc Niết Bàn thì không có. Bố thí đấy nó chỉ hỗ trợ, đấy bố thí vị đó nguyện chứng đắc Niết Bàn thì sau này vị đó tu tập thì được dễ, những cái vật dụng nó dễ dàng. Nhưng mà trong lúc bố thí phiền não nó vẫn khởi lên, những cái tâm bất thiện nó vẫn khởi lên, cho nên là người bố thí được hưởng phước nhưng mà những cái tội lỗi nó vẫn khởi lên, cho nên là có khi vẫn đọa vào những cái cõi khổ đau, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Hay như là có những người bố thí mà vị đó lại làm những cái việc bất thiện, những khi chết thường hay sinh làm những cái loài thú cưng, ví dụ như là những cái loài chim kiểng hay là cá kiểng hay là những cái chó mèo cưng ấy. Đấy, thường thường là những cái người bố thí nhiều á mà không giữ giới ấy, thì Đức Phật giảng dạy mà có người hỏi Đức Phật là, con thường làm bố thí nhưng con không giữ giới thì sinh thú con tương lai sẽ về đâu, thì Đức Phật dạy là sẽ sinh làm thú cưng, được mọi người yêu quý, chiều chuộng, chăm sóc. Đấy là cái việc pháp bố thí nó không rất mong manh nha. Nên bố thí mà kết hợp với giữ giới thì sẽ sinh thiên hoặc sinh lại làm người hưởng phước. Còn cái pháp hành thiền thì cao thượng hơn bố thí rất nhiều, cao thượng hơn rất là nhiều về cái pháp bố thí đó. Pháp hành thiền là cái tâm thiện nó khởi lên liên tục không gián đoạn, có thể là vị đó ngồi thiền 1 tiếng, suốt 1 tiếng đấy các phiền não không xen vào thì suốt 1 tiếng đấy vị đó tạo được thiện nghiệp, thiện nghiệp đó không gián đoạn, sau này vị đó hưởng phước rất lâu dài không gián đoạn, có thể vị đó sinh về cõi thiên giới và vị đó sinh thiên giới rất là nhiều lần, chết rồi lại sinh lại thiên giới, do cái công đức của hành thiền, cái tâm thiện nó liên tục mà, cho nên cái phước sau này nó trổ liên tục. Nó nếu như vị đó hành thiền cao hơn, vị đó sinh về Phạm Thiên thì cái nó lại thù thắng hơn nữa, hoặc là vị đó thực hành được thiền tuệ thì vị đó chứng Niết Bàn thì lại thù thắng hơn nữa. Vì vậy cái công đức của hành thiền lớn hơn công đức của bố thí rất nhiều lần, vô số lần, không thể tính, không thể dùng cái cách gì mà có thể so sánh được, giống như là so sánh một giọt nước với một cái biển nước. Đấy là so sánh cái pháp bố thí, pháp hành thiền như vậy. Nhưng mà nếu như một người tha thiết hành thiền nhưng không bao giờ biết bố thí một cái gì thì cũng coi chừng một điều, đó là sau này mình tu tập nó rất là nghèo khổ chật vật, có thể không có thức ăn đi xin, không ai muốn cho, muốn có cái áo cái y mà mặc cái chưa chắc có cái chỗ ở cũng khó. Tức là nếu như một cái người đấy mà không bố thí thì nó sẽ có một cái hệ lụy là như thế, đó là vị đấy sau này sẽ sống rất là thiếu thốn về vật chất, nhưng mà mặc dù về trí tuệ tâm linh thì rất là cao, nhưng mà về vật chất thì lại thiếu thốn, có thể là như vậy. Vì vậy nên là cái pháp mà an toàn nhất, chắc chắn nhất đó là mình hãy hành thiền chuyên cần siêng năng, nhưng nếu có điều kiện có khả năng cũng nên bố thí một chút, thì mình có được cả hai cái đấy thì là chắc chắn hơn, thì cao hơn. Ví dụ như Đức Phật ấy, Đức Phật đề cao cả cái việc hành thiền nhưng cái pháp bố thí rất là mạnh. Ví dụ như một cái vị thực hành Bồ Tát đã để trở thành một vị Phật trong tương lai chẳng hạn, thì cái pháp bố thí với vị đó rất là quan trọng, quan trọng cũng không kém gì pháp hành thiền. Đó là vị đó bố thí vì cái pháp bố thí đấy nó gieo duyên được với hữu tình, với chúng sinh vô biên, nó làm cho nhiều người hoan hỷ với mình, kết được duyên lành với cái quần chúng gần xa. Vì nên khi trở thành một vị Phật, vị đấy độ được chúng sinh vô số, có những vị Phật thì độ được một số lượng chúng sinh ít, có những vị Phật độ được chúng sinh rất nhiều, là do cái vị nào bố thí nhiều thì bây giờ vị đấy độ được chúng sinh nhiều, vị nào bố thí ít thì độ được chúng sinh ít. Thì đấy là cái người
có cái pháp bố thí nó sẽ gieo được cái duyên với nhiều người và làm được lợi ích cho nhiều người, cho nên là gọi là bố thí nhiếp. Một cái người mà có cái hạnh nợ tha thì người ta vừa làm lợi ích cho mình, vừa làm lợi ích cho người khác. Đó là khi ngồi thiền là làm lợi ích cho mình, khi bố thí là làm lợi ích cho người, để gieo cái duyên lành đấy. Nhưng bố thí thì nó có hai cách, tài thí và pháp thí. Ví dụ như là cái người mà chỉ ngồi thiền không có vật chất thì mình phải bố thí bằng cái pháp, bằng những cái pháp mà mình học được và mình thực hành được ấy. Ví dụ như mình chỉ biết hành thiền thôi, nhưng mà đi đến đâu cũng khuyên hãy hành thiền đi, hành thiền, đấy là bố thí nhá. Bố thí pháp mà, bố thí mình không có tài sản để bố thí, nhưng mà mình có những cái pháp môn tu tập này này. Đấy, tôi dạy cho cái cách này ngồi thiền an tâm và sẽ có lợi lạc, có lợi ích và sống rất là hạnh phúc, tẩy trừ được ô nhiễm phiền não. Với cái vị đó hãy truyền bá cái pháp mà mình tu tập này đến mọi người, thì vị đó là đang bố thí một cái pháp cao thượng. Thì cái pháp bố thí đấy còn cao thượng hơn là bố thí vàng bạc, bố thí vật chất, gọi là pháp thí thắng mọi thí đấy, pháp hỷ thắng mọi hỷ, pháp vị thắng mọi vị, ai diệt hết khổ đau, thì cái sự bố thí pháp cao quý hơn. Thì người đấy ngồi thiền nhưng hãy bố thí những cái pháp thiền này đến những người chứ không biết ngồi thiền thì cũng được, nhưng còn đừng có không bố thí gì thì sống ích kỷ quá.